Chào mừng các anh chị đã trở lại với kênh chia sẻ kiến thức của Dược Sư Luận. Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ và đồng hành cùng Dược Sư Luận trong suốt thời gian qua. Dược Sư Luận rất muốn các anh chị chúng ta hãy bớt chút thời gian để cùng nhau đăng ký và cái nút đăng ký hình quả chuông ở phía dưới để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ nào video của Dược Sư Luận nhé. Anh chị em thân mến, hôm nay Dược Sư Luận sẽ mách nhỏ cho anh chị một phương pháp chữa đầu răng, đau bọng răng, viêm níu, viêm nha chu, đau răng do nhiệt miệng bằng phương pháp diễn trần. Cái phương pháp diễn trần này nó rất là đơn giản và có công dụng hiệu quả ngay tức thì. Cái ưu điểm của phương pháp này là chúng ta không cần phải xác định chính xác vị trí của huyệt mà vẫn có thể tác động lên được và giúp giảm đau, giúp cái hiệu quả chữa bệnh nó rất là tốt. Anh chị có thể thực hiện ngay tại nhà, chúng ta có thể tự làm ngay cho mình và cho người nhà của mình, tự chữa bệnh cho chính mình. Đầu tiên các anh chị dùng một cái khăn xô nhỏ mỏng hoặc là một cái miếng vải y tế như thế này, chúng ta bọc một cục nước đá nhỏ vào trong cái khăn xô này và chúng ta đặt chưởng ngay cái vị trí ngoài má, ngay chỗ cái răng bị đau đấy. Chúng ta chưởng và massage nhẹ như thế này trong vòng từ 1 cho đến 3 phút. Tiếp theo sau đây, Dược Sư Luận sẽ hướng dẫn các anh chị cái phương pháp tác động vào vùng sinh huyệt ở trên mặt để giúp giảm đau răng. Cách tác động như sau: để dây các vùng sinh huyệt, chúng ta dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái chung lại, hoặc là chúng ta dùng các dụng cụ hỗ trợ như đũa inox, đầu bút bi, đầu bút lông, hoặc là một cái que giỏ sinh huyệt cũng được. Chúng ta dùng cái dụng cụ này chà gạch ngay cái vùng sinh huyệt, cái chỗ điểm đau đấy. Đầu tiên chúng ta chà dây vùng sinh huyệt thứ nhất. Cách xác định như sau: anh chị kẻ một đường từ giữa con người mắt lên chân tóc đây, chúng ta chia làm 4 phần đều nhau, thì từ chân tóc xuống chúng ta lấy 1/4 đây. Thì đây chính là vùng sinh huyệt chúng ta cần tìm. Anh chị dùng cái đầu bút này chúng ta dò gạch xem cái chỗ nào mà nó đau nhiều ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên tập trung dây và gạch ở vị trí đó nhiều hơn. Hoặc là chúng ta có thể dùng ngay hai ngón tay chúng ta chà xoay dây nhẹ theo chiều kim đồng hồ từ 1 đến 3 phút. Sau đó chúng ta tiến hành tác động vào vùng sinh huyệt phía đối diện. Tiếp theo chúng ta tác động vào vùng sân căn ở hai bên hốc mũi. Thì sân căn là cái giao điểm giữa hai cái khoái mắt của chúng ta với cung mũi, thì nó là nằm ngay ở cái điểm nõn đầu tiên của cung mũi này. Đấy. Các anh chị dùng hai ngón tay trỏ này và ngón tay cái này, chúng ta vuốt từ đầu lông mày xuống ở vùng sân căn từ 30 đến 60 lần. Còn là chúng ta có thể dùng ngay cái đầu mũi này, chúng ta gạch xuống 30 đến 60 lần. Mũi là chúng ta phải gạch hai lần hai bên nhé, đừng anh chị nào gạch giữa sống mũi đấy. Tiếp theo chúng ta dây vùng sinh huyệt thứ ba ở trước vành tai. Cái khu vực trước vành tai này là chúng ta lấy từ điểm cao nhất của cái dây cái vành tai đấy, kéo ra phía tóc mai đây. Chúng ta dùng cái bút hoặc là chúng ta dùng tay chúng ta dò cũng được. Chúng ta dò ngay cái khu vực này. Xem có chỗ nào đau nhất thì chúng ta tập trung chà dây vào vị trí đó nhiều hơn. Thì cái khu vực này chính là vùng khu vực huyệt hạ quan đấy anh chị. Vâng, chúng ta làm cái thao tác này trong khoảng từ 1 đến 3 phút. Quá trình dây chúng ta tác động cái lực nó vừa phải, từ nhẹ đến nặng. Rồi có thể là sau đó chúng ta chuyển qua vị trí ở vùng sinh huyệt bên phía đối diện, cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng gạch, cũng tìm cái điểm đau đấy, từ trên đỉnh tai này ra phía tóc mai đây, chỗ nào đau nhiều chúng ta gạch nhiều, cũng làm từ 1 đến 3 phút.